Xin chào các bạn, tôi là Hải Duy, chuyên gia đào tạo massage trị liệu của Hazu Việt Nam. Khóa học của chúng ta hôm nay là bài massage trị liệu chân chuyên sâu. Khóa học massage trị liệu chân chuyên sâu dành cho người đã có kinh nghiệm trong ngành massage trị liệu nói riêng và spa nói chung. Ngày nay với cường độ làm việc, áp lực công việc hàng ngày khiến cho khách hàng của chúng ta thường gặp các vấn đề căng thẳng, mệt mỏi, đặc biệt là do các thói quen làm việc vận động hàng ngày sai tư thế, do chế độ ăn uống sinh hoạt, các chế độ luyện tập như đi bộ, đứng quá lâu dẫn tới tình trạng đau mỏi chân đã trở thành vấn đề phổ biến đối với mọi khách hàng của chúng ta. Và nhu cầu chăm sóc cải thiện các vấn đề đau mỏi vùng chân ngày càng trở nên cần thiết. Bài massage trị liệu chân chuyên sâu sẽ giúp khách hàng của chúng ta giải quyết được các vấn đề. Thứ nhất là giúp lưu thông khí huyết, bài độc cơ thể, tăng cường sức đề kháng. Thứ hai là giúp cải thiện tình trạng đau mỏi vùng chân, hông, thư giãn và ngủ ngon. Thứ ba là cải thiện tình trạng bị hôi chân, gót chân nứt nẻ. Thứ tư là cải thiện tình trạng bị lạnh chân. Và thứ năm là cải thiện tình trạng ho, hen suyễn ở người già do nhiễm lạnh. Bài học massage trị liệu chân chuyên sâu với cách hướng dẫn tỉ mỉ chi tiết sẽ giúp cho người học có thể dễ dàng học và thực hành các thao tác trị liệu trúng đích để đạt hiệu quả ngay, đồng thời giúp nâng cao sức khỏe bền vững cho khách hàng. Vậy cách học như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất? Thì bước 1, học viên sẽ xem khái quát từ đầu cho tới cuối một video để nắm được tổng thể. Bước 2, học viên sẽ học theo từng phần, xem từng động tác và làm theo để học thuộc. Bước 3 là học viên sẽ ghép các phần đã học lại với nhau thành một bài hoàn chỉnh để luyện tập. Bước 4 là học viên sẽ thực hành lặp đi lặp lại nhiều lần để ghi nhớ và thành thạo. Trong quá trình học tập, nếu học viên gặp khó khăn, sẽ được đặt câu hỏi và tương tác trực tiếp không giới hạn với đội ngũ giảng viên là các bác sĩ y học cổ truyền giàu kinh nghiệm 24/7 thông qua phương pháp chat, điện thoại hoặc live stream. Bước 5 là học viên sẽ trả bài bằng cách thi lý thuyết online và thi thực hành bằng cách quay lại các video bài thực hành của mình và gửi cho thầy cô để chấm thi. Học viên cũng có thể đăng ký thi offline tại Trung tâm Đào tạo nghề massage trị liệu Hazu Việt Nam. Học viên tham gia khóa học massage trị liệu chân chuyên sâu online sẽ được những quyền lợi gì? Thứ nhất là học viên được chủ động học tập với bất cứ thời gian rảnh nào. Thứ hai là học viên được sở hữu tài khoản học tập và hỗ trợ suốt đời bởi Hazu Việt Nam. Thứ ba là học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học online và được ưu tiên đăng ký các khóa học offline nếu có nhu cầu. Chi tiết xin vui lòng liên hệ với số điện thoại và địa chỉ trên màn hình hoặc các bạn có thể bình luận trực tiếp tại khóa học massage trị liệu chân chuyên sâu để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các khóa học tiếp theo.